Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế một cái nhà vệ sinh cho em cún này. Em cún này của mình tên là Milu. Bình thường thì lúc đầu mình mua cái chậu vệ sinh này thì rất là khó để suy nó đi vào đây, để cho nó đi vệ sinh vào đây. Nhưng mà bây giờ mình đã nghĩ ra một cách là mình sẽ làm một cái này để mình. Thường là cái tâm lý của nó là nó thích đi vào những cái chỗ kín đáo các bạn ạ. Nếu mà mình để hở như này thì cũng có lúc nó đi, có lúc nó không. Nhưng mà nói chung là nó không tự nhiên và nó cũng sẽ không muốn đi vào đấy. Thỉnh thoảng thì nó vẫn đi ra nhà. Bây giờ mình sẽ chế cái nó. Và lúc trước thì mình đậy thử thì rất là khả quan và nó đã đi vào đấy một cách rất là tự nhiên. Giờ mình sẽ làm thêm cái này nữa và mình hy vọng là sẽ giúp nó đi vào đây và mình sẽ không cần phải dọn. Chẳng may nó đi ra nhà nữa. Và khi mà nó đi ở đây rồi thì mình cũng không phải nhốt nó nhiều quá. Có thể thả nó để lúc nào nó buồn đi vệ sinh, nó sẽ tự đến cái nhà vệ sinh của nó. Này của mình thì nó mới được có 2 tháng tuổi các bạn, được 2 tháng tuổi, 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi. Bây giờ mình đang định chế như này các bạn ơi. Đây là nhà vệ sinh của nó, mình sẽ chế như này. Nếu dùng 2 cái thùng bia 333 này thì nó sẽ chắc đấy. Ở Sài Gòn này nó không được chắc chắn lắm. Mình dán bằng dính vào thì chắc là sẽ ok thôi. Sau này nữa anh
là mình làm xong một cái cho nóng ra loại ra loại cho nóng chưa khá là đẹp. Và tiếp theo mình sẽ làm cái máy cho nóng nữa bảo đây cái máy vệ sinh rất là đẹp. Thank you.
Ok rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử nhé. Ra đây, ra đây. Đi đi, nhà vệ sinh đi. Nó chưa buồn đi vệ sinh đâu, nhưng mà mình nghĩ là ổn đấy. Nếu cần thì mình sẽ cắt cái này một chút để cho nó đi vào nó không bị buồn lắm. Các bạn thấy chưa? Nó đã ngửi rồi. Đấy nha. Đi đi. Đi đi. Đi luôn. Đi vệ sinh đi. Nó còn non, các bạn phải kiên nhẫn nha. Ok, đây là nhà vệ sinh của em cún các bạn nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây nhà vệ sinh. Nó khá là tối và kín đáo để cho nó không bị sợ. Phần này có thể mình sẽ cắt đi một chút để cho nó có thể đi vào được dễ dàng hơn. Đây, mình cũng hoàn thành cái nhà vệ sinh. Có thể đợt tới mình sẽ tìm cách để mình mở một cái cửa để nó thông với lại cái chuồng của nó, để khi mà nó đi vệ sinh nó có thể chạy sang bên này và lúc xong nó lại chạy về. Ok, các bạn có thể làm theo cái mẹo này, mình đảm bảo là nó sẽ rất là nhanh để có thể tự đi vệ sinh, không đi bậy ra nhà nữa các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip, nếu thấy hay nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.